đây đây xương xương rồi em, hai thùng đây cái bắt đầu băng lên kia ông ngoại. Ê Trọng, ngồi xếp băng ba ly rồi đổi chỗ với anh Mười đi. Gì nữa? Sao vậy? Cha con cũng lên rồi cho anh Mười. Tôi mua. Cái giữa quen anh. Mày qua đây ngồi mày. Nhảy qua đây nè. Ba qua đây nè ba. Cậu hay ngồi dưới nó dễ nói chuyện. Chúng mẹ là chúng số nữa. Ở làm có không được. Cái này con mang từ bên kia về. Ta lo đó. Về rồi chết mới mất cái này. Dạ dạ. Cảm ơn ông. Xin chào cả nhà. Cảm ơn công an. Không có dạo quên mà về đây. Bữa nay là có anh Giang. Thôi để đi cái này tập đúng bới rồi. Anh thấy bầu. Cái xe đậu đó được không nhớ? Được. Nếu là có người lại mình về. Đúng rồi, có về mình đi xong mà. Thì nay thì cũng có anh Giang. Anh Giang thì quê gốc ở Vĩnh Long. Về thăm nhớ và ông bà ngoại. Và anh Giang thì hiện tại là đang làm công việc ở Mỹ, Cali. Hello, xin chào tất cả các cô chú, anh chị và bạn trên được cộng đồng mạng của A Tăng. Thì lâu quá không về được mà về được ghé viếng thăm gia đình của bên ông ngoại bà ngoại. Rất là mừng. Thôi xin chào hết tất cả. Dạ cảm ơn các ông chào tất cả luôn. Cô chú, anh chị và các bạn trên cộng đồng mạng. Xin chào. Gì đâu ngồi. Quay phim chứ làm gì ba? Đang nằm xíu, nghỉ ngơi xíu về cho khỏe. Không nghĩ quay tôi em đang dặm muối tiêu chanh quay ông đâu. Không phải muối tiêu chanh mà nước mắm bằng. À, nước mắm bằng. Ăn thử miếng cho anh em ớt rồi vô vậy. Nó chua mà nó ngon. Ê, tao không gù gã đâu. Tao không gù đâu. Ngồi vậy mà chơi mày hứng rồi đó. Tao hứng rồi đó. Chơi cho mày coi. Tại tao nằm vô khỏe con người tao. Tao nướng cá. Xe nãy giờ có chừng nửa tiếng đồng hồ rồi. Lâu. Có nửa xe nửa tiếng. Cái gì nữa? Có hồ lên câu không anh? Dạ. Hồ lên câu luôn. Hồ biết hồ đâu. Ngồi xuống ba lá luôn á. Anh Giang xuống ngồi không ta? Lát à, lát lát. Lát à, chết liền. Có gì đâu, cạn nghèo quá. Không được. Không được. Ừ, cái gì nó lát dữ lắm. Anh xuống rồi, đừng có chết liền không lát. Sức mạnh phi thường. Mời vô. Sức mạnh phi thường, chai. Anh em rửa luôn à. Chạy luôn à, hứng rồi. Hứng rồi đó. Dạ, hứng rồi đó. Sao lại khi anh với em làm xui sao? Ở biết đâu được. Ê, Nguyễn rồi, Nguyễn ơi. Mới nãy nói gì kìa Nguyễn. Nhanh đang cầm cái dao mà nó rút cây bên kìa. Cãi lên thôi. Rồi. Không bao giờ biết được đâu. Tương lai mà. Tương lai. Sao hiểu được. Ngon quá xả luôn á. Rồi. Xả từ trên xuống dưới luôn phải không? Là 4 cây thôi là Nguyễn ơi. 4 cây mà cây gì vừa thôi. Cây điện tử là 4 tấc được rồi. Nó uống này uống quen. Ừ đã vậy trời. Đã quen. Rồi uống nước đá. Anh là khoái uống kiểu này rút như là không phải nước đá không là ly vậy. Uống táo không kìa. Đó đủ rồi, đủ rồi. Lấy đi chữ gì chạy tới mười mấy cái gì. Đâu có gì hao đó. Nhiều con. Chữ lắm vô. Bởi vì mình làm một món nhỏ 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 thôi. Nhưng mà em này uống này quen anh Nhân ơi. Rồi. Vô. Chuyện nhỏ thôi. Rồi nè, có bạn chuyện nhỏ nhá. Chuyện nhỏ thôi. Chuyện nhỏ xuống đâu là khó. Vô. Mời nhớ ơi. Dạ dạ ok. Mời quay vô nhớ. Nè. Ok cho nó sát vô. Mời ơi. Dạ em mời anh Giang. Ok. Mời em phụ đón lắm. Có bốn con à. Mày đứng đúng chung đóng tay. Cái gì à, nặng đội hạ đạp vậy đó. Ủa, không phải có nghĩa là không đội hạ đạp. Ấy nói hay cầu. Thôi đừng hạ đạp. Thôi anh Giang mở được mẹ mới nữa đó. Nhớ đó cầm với nú nhấp trời. Nhấp bú mẹ nhiều chút xíu ơi. Rồi. Được hết rồi. Trời ơi ơi mà trời. Ngày mới nữa. Nói gì? Ta được ngày mới nữa. Nhưng mà có cái duyên lắm ơi, mấy xíu gặp mới gặp. Bữa anh nói muốn bà hứa vô nhà, nhớ bà hứa vô nhà ám rồi. Bữa em cũng tiếng chết luôn. Mới có khó nói chuyện lắm. Rồi, bắt buộc phải đi. Đó, ông ngoại là em Hennessy xuống rồi. Okay. Anh Nhân ơi. Rồi. Hennessy chú cao. Đúng rồi. Em chú cao. Thấy lắm rồi. Thấy cái chai nữa rồi. Thôi đem ra ngồi với ngoại tới bến luôn á. Ủa tới à, dạ. Mấy chai cũng được tới bến với ngoại luôn. Còn mấy chai nữa đó. Đổi ra đâu à. Dạ. Đổi ra đâu. Hết sắc lên chưa? Hả? Hết sắc lên chưa?
Trời ơi, còn hết rồi, hết rồi, hết rồi. Cũng còn hơi chút còn, thôi. Còn yeah. Còn hơi nó đau đâu. Dạ đúng rồi. Nhói hoài luôn nha. Nhói. Đúng rồi đó. Nhói. Ở ngoài 72 tuổi hết tình. Vô chú nào. Trời ơi, ông uống nghe đã. Đúng rồi, ông bển nghe giải quyết nước. Chú làm mà. Để đó đi, để đại đó đi. Hoàng Lan ngồi uống y chang nha ngoài. Rượm ở đâu? Có rượm gì vậy? Rượm có sẵn. Người đất vậy? Biết rồi, nhưng mà đây nè. Cầm nó đâu được, cầm ngoài được không ta? Rượm nó chuối giật bỏ nè. Chú ngoài ngoài xong rồi nè. Nó cầm cái đồ bến chú. Đúng không? Anh Nhân biết món này món gì không? Cái gì? Anh Hùng 500 khói lửa. Chưa, lấy cầm đi hả, chắc gom vô. Còn nữa mà. Chắc ở dưới cho nó cháy từ dưới lên. Mày cứ cầm đi. Mày cầm này xa xa ra đi. Đừng cầm gần quá. Chụp bố hình vậy. Trời, nó không có chết được. Chụp bố hình vậy. Chơi nhậu này nè. Mình còn lốt lại một lần nữa chứ bộ. Tới luôn á. Mấy chai cũng được. Dạ, chắc chai này là tôi. Tức rồi đó. Nó tổ luôn hả ngoại. Cây nó sỏ dài cái đuôi vậy nè. Cô uống chừng hai chai đó, cô mới xịt ra ngoài thôi vậy thôi. Rồi đó. Rồi ngồi dừng không có vợ, còn có dạo sau khoảng 3 mấy. Rễ bắt dại kìa. Lửa này chưa chín nổi đâu. Rễ bắt dại kìa. À, cái nón nó của tao phải không Nguyễn? Đúng rồi. Cái con cá sấu đó là của... Dạ. Ừ vậy. Rồi chúc hai cha con mày là tét cái đầu hết. Đá lại rồi chú em ơi. Hai cha con mày tét cái đầu được. Được nha. Vô. Chú em ơi, đừng có quên cái lon bia chú em à. Không. Bùm bùm yêu cưng trong coi lửa bùm bò gồm cánh cây cuông đi vòng tròn lửa kìa. Ủa cái này sao nóng dữ trời vậy. Này vô người nóng á. Gom mà nó gom mà đi vòng tròn á, hát cái bài đó mới đúng bài. Dạ để bỏ thêm đi táo ơi. Rồi chín rồi đó. Rồi đó. Rồi. Em hết lon rồi dùng rồi đó. Đâu có lon đâu. Lon em vô đó kìa. Còn tú kìa. Để chú có rau không? Bẻ rau. Dạ. Để có rau không? Bẻ rau. Thì bẻ rau. Rồi còn nhà rau vườn mình. Chắc khỏi đâu. Thôi được rồi chú Năm ơi. Thôi. Không. Thôi ngô công chú Năm ơi. Trời đúng rồi cá không có rau rồi sao? Cái hàng không cũ đi lên kìa tự ngò con nhà không phải. Lên chi? Này đang lên kìa lẹ. Bụi thôi. Làm cái ông địa vậy trời. Xuống quá trời. Để không điệu quá vậy. Nhưng mà chính rồi anh. Do anh Văn cái bụng hơi nhỏ nhỏ cho nên phải ngồi ghế nghe mọi người. Thông cảm. Làm ơn Dương. Ô cái gì không có khác đâu, mà để đại đi. Lấy mấy cái đồ chấm đó đem cho khác đi. Chín kìa cái đậu. Quá quá để nóng chút đi, để chút hơi cho nó bay vô ngồi ăn khùng luôn á. Thì nó đang bay đây. Nó đang thui á. Cái đậu nó còn trắng nhất kìa thấy không? Không chín rồi, nó vàng quét rồi nè. Chưa chín nó trời luôn. Chưa trời ơi trời. Ơi, trời. Gom chưa đốt á. Đường nào cũng phải thôi. Cả đường cho ăn lên tủ. Đỡ hơn. Gom chụp cái mỏ. Cả lên tủ. Không, chín rồi, chín rồi. Chín rồi. Đừng có cháy nữa thôi em ơi. Vũ cái đi. Vũ ra ngoài, vũ nè. Ơ, bye bye em ơi. Nè, bỏ đây nè, bỏ đây cậu. Đó, cá này chưa chín nè. Chín hết rồi. Bay ở bển ăn đồ Việt Nam ít lắm hết rồi. Có đồ Việt Nam cũng có, người ta người Việt Nam mới qua nên ta nói nhiều lắm đúng không? Dạ. Nhưng mà không giống ở đây. Tiếng cái hương vị nó đang đựng khác. Hình cho nó đẹp. Đẹp chưa? Còn hai con nữa kìa. Cái ruột cái dính đây luôn. Cả đi bỏ đi. Được rồi, thôi bỏ đi. Để đi. Bỏ không được rồi bỏ. Rồi mà cái nhà vô. Để thằng về. Vô nè anh Nhân ơi. Sao anh Nhân mồ hôi ra dữ vậy ta? Rồi chụp hình đi vậy. Đang chụp đây. Để cho sát sát lại. Mà con để gì đi ta tới cho nè. Không để gì.
Nó nghe nè, có một con dắt ở đây con tay. Đúng, con nào con mẹ, con nào con cha, con nào con con. Cái có thằng nhỏ kia nó không uống bia. Mà hỏi nó trời ơi, cái ruột cá lóc này ngon lắm kìa. Cái ông kia ông nói, ồ, nhưng mà nó nóng lắm đó con. Ừ. Cái nhỏ đó ăn cái là chả máu cam đó. Cái nó thằng nhỏ không tin. Nó ăn vô cái ông dạ con búp. Chả máu cam thiệt. Cái đó là khổ nó ngủi liền. Mà tụi em ở đây á, nếu mà có tấm này nhỏ chung á anh Văn là chảy máu kỵ. Chảy máu kỵ là chảy máu gì? Chảy máu mũi. Chảy luôn đi. Là chảy máu kỵ á, cam là kỵ anh ơi. Coi có trứng luôn nè. Tại vì cam là không sao, không sao, ăn luôn à. Ăn sống được mà. Ăn sống được mà. Ăn cá nhảy được mà. Mở cho được. Cái gì mà ăn sống được á, dạ. Sò lông ăn được mà. Quét đố cái gì mà mình nên ăn sao ăn có cái á, thí dụ mình lấy cái đũa mình gấp mình ăn. Dạ. Còn có cái mình không dùng đũa mình bóc tay là cái gì? Nguyễn chuyện chén. Anh vô ngồi ăn chơi thôi anh. Đừng nghĩ vậy nha. Có cái không có cái thì đũa gia đình chưa? Mình phải dùng đũa mình gấp nó rồi anh bỏ miệng ăn phải không? Dạ. Có cái mình lấy cái tay. Anh nhỏ tuổi anh nên cái nào? Đặt thép hôm đầu mới. Ngoài cái chỗ này đâu anh? Được rồi. Được rồi. Dạ. Thì làm cái mâm nữa. Cái đó rồi thì mình phụ kiện thêm cái gì nữa. Dạ, không ai uống. Dạ, bỏ chốt đâu vậy? Mới ngồi trên chuồng nó đóng tiêu rồi. Bia ngon à? Đừng được cái đó, được rồi. Một lon thôi. Cái ly. Dạ, dạ. Ngoại uống lon bia đi. Hồi nãy bắt tài là ngủ rồi. Cốc rượu với ông rồi đó thấy không? Lan cái lốc nè bá tài. Dạ đứng rồi anh. Giờ nó vô mà đổ một cốc. Không thấy ông anh nãy ngồi với sồn đâu rồi. Thuốc mà Việt Nam mình á. Dạ lại luôn hả? Mà bắt đầu. Còn có thể lấy kia đó là ông ngoại uống đó. Thì chẳng lấy cái gì hay gì đó. Bao nhiêu gì đó. Đó. À. Ủa, cái này cái gì đổ không có cái đồ ăn. Đồ chơi cái mâm. Ủa, chỉ chặt đổi trời nè, nấu trống nè. Cái này là nước mắm bằng nè anh Văn. Nước mắm bằng là mắm gì? Cái bằng mình á. Đúng là thảo mắm dầm. Nước mắm dầm á, nhưng mà làm bằng chế bằng của mình. Mời ông kìa, mời ngoài. Ừ, dạ. Rồi ông. Cái dùm cái chén đi. Ông gấp về con. Ủa, ở đây là nước đủ chưa? Nước ngọt. Để xong rồi nước ngọt. Là bây giờ là nước ngọt. À, nhưng mà tháng này vừa qua Tết đó thì nước mặn. Cá nước không về chín chín chưa? Rồi, bản lòng con chua. Chín chín là cá này nó banh hết rồi. Dạ trời ơi. Chú chưa. Nhưng mà đang hâm cái nồi canh chua. Đúng rồi. Xanh lên bỏ vô giọng luôn. Uống rồi nó. Trời ơi. Đi đi. Ờ không sợ nhất là bà. Ai con cá này cũng là con trứng. Vô bơi mấy này vô nữa. Ai con cá không? Tại mấy con cá này có trứng. Mình vô có gần nước mà. Chạy ra lóc mà nướng như cái. Đúng đúng đồng đồng. Cái mà bóp đầu nó mềm lên. Đồng đồng nó sẽ nhớ. Hết rồi. Mấy anh em ha. Vô anh rồi chơi. Hầu như là cái này cơ duyên. Ăn cá thôi rồi chơi. Gặp được nhau mà uống đâu. Cái này để qua đời. Cho bọn này. Nữa anh. Mà nhất là ở ngoài nữa. Hả? Ừ, con không biết chừng nào theo bên ngoài nhưng mà cũng gặp thôi. Ngồi đây nè, ăn xích cái đây đi. Cái đó ngoài với Duyên cơ. Cái này ra nè. Thấy sai sai rồi, giống quá Mười Nguyễn ơi. Hữu Duyên, ta kêu Hữu Duyên á. Bỏ ra đây để ngồi vô ngồi ăn chơi. Mừng. Nè, này bước đây nè, mày ngồi xích đây. Rồi ngồi xích đây chút. Nhớ rồi bên đây bên gia đình vợ cũng nhớ nè. Rất là lát xe. Còn không biết nói sao nhưng mà có làm cho công ty mình á. Rồi. thấm luôn. Thâm trầm hả? Thâm trầm con. Dạ vô. Dễ gì quên được. Rồi. Vô ơi, vô ngoại ơi. 1 2 3 vô ngoại ơi. Thường ông ngoại với người ta nói là một và muôn đời. Dạ. Phải nhớ câu đó. Mãi mãi. Mãi mãi. Dạ. Đâu phải dễ đâu mình rồi, anh uống được nhau vậy. Dạ được, em uống nước anh uống nước ngọt kìa. Nước ngọt nè. Ừ, nó mát mà nó khỏe gì đâu. Khát mát mà nó khỏe. Mới uống đạn lon đi. Anh bỏ nó ngồi cái canh me hoài nhớ. Nè nè. Nhưng mà cẩn thận nha, uống đi á. Quế nè nha. Em uống. Cái này quế nè. Anh Văn biết cái này là gì không? Bánh cái gì? Hồi nãy nó có gì quên rồi. Vitamin cái gì? Không phải. Anh nói tụi em là gì quên, em quên rồi đó. Sức mạnh phi thường. Sức mạnh phi thường. Bây giờ tụi em thường tụi hơi tuyên bố vậy. Bữa đó có anh này nói, trời ơi sao mà uống khỏe, uống mạnh quá nói. Đâu có gì đâu anh. Sức mạnh phi thường. Anh nghe nhớ hoài câu đó, về đi nhắc lại. Còn bây giờ cũng trời. Một câu nói ra sau. Lấy là không có được. Cẩn thận. Cẩn thận. Tao nói một lời nói muốn ngựa có theo á. Dạ. Bởi vì ăn nói có ngựa có theo luôn à. Mình nói chuyện một cái. Tứ mã khó theo. Có mình mất gì ơi. Ủa cái gói ở ngoài chỗ mơ Nguyễn ơi. Cái gói báo quá. Đưa cho anh. Vô đi. Tao mà lấy cái đâu. Gói này cho con miếng nè. Tao đưa cho anh này. Cái gì đây? Lá 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 à. Bồ công anh. Chấm này ngon lắm nè. Dạ. Ăn lên thuốc của mình đi. Dạ. Ăn đây anh. Bắt tay. Dạ dạ.
khách quý lên tao mới tặng để dành. Dạ, dạ cảm ơn ngoại. Tao tặng để dành nữa nha, dạ. Là chồng hoài vậy đó. Bây giờ mình có khách mới đãi. Còn với ông cái với chung cái à. Mắm mặn chấm cái. Ừ, okay. Bằng á, ăn ba trái một trái chó luôn á. Thêm miếng mắm thêm chút nữa lọc coi đặt có gì. Thôi sợ chút. Đặt có chấm không chứ. Đổ vô tay. Ở nãy ngoài lấy cho nước mắm để. Dạ được anh em. Tư dấu thì tao dạy mình dạy dấu nha mà. Ở đây chơi. Lát mình còn đi ăn mình đi. Không có lại ngồi chơi với anh em. Vô luôn tùm lum tầng ai. Em cũng ở nhà. Còn nữa, còn đi nữa. Em đồng bằng vui nữa. Ngắn ngủ rồi dông. Dạ, nhiều lắm. Là ngày mốt con phải lên Long mà. Đi rồi. Bằng nó có chua. Long mà nó có quanh ở đây. Quá mình giỏi luôn á. Hello. Nhiều 20 nhiều khi cũng 4-5 tỷ á. Nhớ ba bao anh tô phở thôi. Xít không bao cho anh vậy bên tầm nữa. Tô phở à. Đúng rồi. Khi 10 ông đắc thì khỏi chỗ ngủ luôn. Tao ngủ đi. Có lượng thắng ngồi. Đúng rồi, cái ăn gì đâu rồi, rồi. Bác ơi, chui đâu rồi đó. Lặng này. Chắc chui đâu rồi đó. Quế nào người tốt ghê chắc. Không có phần thuốc gì dân đó. Tự nhiên không à. Ông ngoại giống là tự nhiên không à. Ờ ông ngoại cái lá gì ông ngoại? Cái lá đó đó. Không biết lên gì nữa. Là trồng chơi vậy đúng không? Chứ còn thấy là trồng kiểu ngoại nhổ về trồng chơi vậy đó mình nó lựa trồng. Trồng bên đây là đất của ngoại luôn hả? À, cái này cứ con. Không biết cái lá gì. Con người thứ 6. Bởi vì mình nó tự do gì nè. Sức mạnh phi thường. Phi thường ai không lấy phi thường gì nhiều mà thấy muốn banh rồi đó. Một câu nói ra ba con ngựa chạy theo kịp mà ghê vậy đó em. Dạ muôn đời ghê vậy đó. Dạ muôn đời đời nào không nhớ luôn trời. Rồi bữa đó nó có người nào đó đến giao lưu đó cái nói trời ơi Tú sao nó mạnh quá khỏe quá vậy. Cái đứa mình ngồi nghe coi anh trả lời lời sao với ông đó. Anh ơi sức mạnh phi thường. Câu đó không có gì quên thì cái câu đó là mang trong em suốt luôn đó. Vậy thôi, rồi, nè sức mạnh phi thường. Dạ. Hết nè. Vậy là nghĩ kia tức em, nhưng mà sức mạnh phi thường chứ. Ờ, từ đi. Có biểu trận mới luôn rồi đó. Anh Trăng ơi. Dạ có ông anh này, ông anh Tú, ông anh ở Vinh, Mỹ, ảnh ở là New York á. À, New York là anh Mỹ đó phải không? Dạ, bên Mỹ luôn. Ok. Dạ, cũng nói chuyện, thổi anh nói chuyện. À, Vĩnh Long luôn phải không? Anh Thanh á. À, Vĩnh Long luôn rồi đó. Vĩnh Long luôn á, ảnh cũng là người Lâm Hồ luôn á. Ừ, vậy hả? Để coi ảnh ở đâu. Alo, Thanh. Đây. Từ cái lúc mà từ tối hôm qua là sinh nhật của vợ mày ha, là em mày ha. Ngồi lên ghế mày. Ê, tao nghĩ nó dắt mày hay là không được rồi hả anh Tú? Đúng không? Là mày không có lợi. Tao biết con người mày như thế nào. Mày ham hố nữa. Xét nhiều khía lắm bây giờ. Tao mới điều tra rồi. Tao mới điều tra về ở trên 18 là mày ham hố. Ngoài. Mày tính kiếm đường ở Trà Kỳ rồi đó. Em ngồi đây em đang đấu ổng mà. Tao nghèo. Đang đấu à? Cái đó trước bên ba nữa. Thôi tao nghèo. Tao nghèo. Tao không có gì chứ. Không có liên quan gì đến tao. Không có gì. Bây giờ tao có khoảng cỡ ba ngoại ơi. Bây giờ. Lặng ý không? Cái bữa vô trỏng là hỏi má phải không? Giờ chịu gả hay không? Bà nói chưa đâu còn đi học. Nó trả lời thẳng đúng không? Cái bữa vô nhậu. Con sao bây giờ đó? Con thì con đang tìm vợ. Con tao phải cho học ra trường. Thì đó, bây giờ con đợi thêm 6 năm nữa thì chết con luôn à. Chết luôn. 2 năm nữa. Ờ, đúng gậy đi, phải con vững gậy. Con nhỏ thì cũng gậy. Con ra đại học mới được. Con mình phải là cho gả nước ngoài. Ừ, cũng được đó. Ok. Mình không có gì mình vậy cũng được. Phải rồi nè. Thôi bây giờ ông rút đơn ra đi. Ông không gãi cho nó, ông gãi cho ông rút đi. Thôi, tàu lao rút có vợ rồi. Bây giờ có thằng con mình làm có cu cao gì kìa. Cu cao gì giờ rồi. Ok. Nhưng mà con cũng vẫn dòm ngó em gái đó tại vì còn nhỏ thì cần sự quan tâm của người khác. Rồi cũng được. Rồi. Tối giải có gì nữa vậy? Bình thường. Rồi tối là giải có trà sữa hay gì? À, thì muốn ăn uống vậy đó thì dẫn đi thôi có gì đâu. Rồi, rồi. Sinh nhật này sinh nhật sinh nhật quay mình dạ. Bài đó ngủ đó nghe quay ao sinh nhật mấy giờ tao nói khoảng 6 giờ ok không thấy nó luôn vậy không có ông ngoại bánh nhậu ăn cái gì gấp
rồi sao đi 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 con rể đi Phước Long rồi sao điện Nguyễn ra rồi sao tao điện nó ra nó hầu đang ở bò bòi á tao nói mày đừng có về Phước Long mẹ nó chút xíu qua nhà tao luôn Nhật Nhi không có cái bữa mà ông đi qua bên Phước Long kìa ờ Phước Long đấy tôi không có nhà chưa lĩnh lương tôi cũng đi ngoài chưa lĩnh lương à hai ông cháu mà nè cha thách đố thách đố kìa ngoại điện luôn á bố ông chưa điện mày đang đâu vậy tao đang ở Phước Long nè ông ngoại uống dược rồng đó nói chỗ nào rồi cha Nguyễn Nguyễn thằng nào qua đây cho nó qua đi kế nè đó đội nhậu lúc đó tôi chưa nhậu được đó Nguyễn Nguyễn đi đâu á chạy đi ông ngoại ngồi đó cũng được ra đưa tới luôn có gì đâu đưa là con lấy là có gì đâu mà xa ông ngoại muốn mà ông ngoại gặn với nhau cho nó tâm tình hơn đâu có đâu có đâu xa đâu ngoại từ như anh Văn nè ông cãi lời của ông từ bên bảy anh bay giờ đây là đâu có gọi là xa đâu bay giờ tới bậc bay giờ Vĩnh Long rồi bắt đầu là anh về đây cũng đâu xa đâu đây qua đó đưa qua đưa lại đâu có gì đâu nghe cũng vậy của anh cũng đi trước đi gót dưới anh Dân ha ừ. Ông ngoại chưa uống rượu với anh Dân mà không lại con uống làm đi rồi cống rồi cống rồi không mày cho con xin đi nữa đi ai ngủ mà cho nó xin đi tao nhờ được tao tông con cái rượu lắm nhờ mày không nhờ ai hết nói cái tông làm cho cái rượu bia thì không bia gì mấy rồi ok luôn xin đi Nguyễn trời đất ơi trời xin nó ba lần nó mới gót thôi để cúng cái tổ nghiệp nè tổ nghiệp của em mà tao tao rượu sao bỏ hai đứa chết cho mẹ thôi ta tự phá giữ hơi vô bia luôn dạ hơi để con hết để con hết hơi là biết tiếng Khmer gọi bằng gì không ngày mà cốc rồi chưa không phải hơi là gọi là gọi là nghĩa ông nói là câu là dịch cho tiếng Việt rồi nhận thức của học các đảng thứ chết tiểu có rảnh là về nhậu với tao nè xin cái ly không qua cho em anh Tấn mất nước chổng uống thịt thôi đi không qua tao cũng được đó cái chổng quá lạnh luôn luôn này thông minh đất đá luôn mày chung với mày chúng bắt cũng với thằng mà sao mày thua thằng vậy đừng nói ba tính giả hôm đây nó không cao thiếu rộng mà cũng chưa giận tào lắm này cháu tao bộ cháu à bà con không biết không đâu có cháu thiệt đâu không có cháu cháu không ra cháu không ra không ra cũng gọi là cháu đi kêu mà anh được rồi ông thằng dài nó kêu còn cái chú là ông nội ơi cậu luôn á cậu không ra tự nhiên không bà con mày gãy đi tấm lại thông gia nó bà con thông gia nó mới ghê nè tấm lại thì khác tấm lại các bà con thông gia bây giờ tao nói mày tình gần không chị ruột ổng lấy chú ruột của tôi ừ vậy thôi hiểu không gần không chị ruột ổng lấy mày nghe mày đẻ đúng mày chú mày đúng mày cậu chú gì đó cái này với mày hết lâu rồi chú chỗ này ha tao lâu mới rồi nè cưới ê chị ruột của ổng đúng rồi mày phải kêu bằng gia lớn ổng phải mua là chứ mày nè ổng với lại ổng là tao nhớ cái ổng chơi chung với mẹ tôi đó không với mẹ nó thằng chú nữa nó phải là nó là cháu của chú đó là nó phải chú nó kêu bằng cái gì thì nó phải nhỏ hơn thì thằng thằng kêu tao bằng cậu thì nó cũng kêu bằng cậu ừ tại vì nói rằng cụ đây nghe nó khâu trong cụ thôi à chứ không cụ phải mấy là cụ này bỏ đây ba bốn lon lượt vô ngoại ơi vô ngoại ơi vô ngoại ơi vô vô bữa nay con hứng rồi đó con chơi đó chúng mình đi ngủ luôn đó cầm cái ly bia luôn à ngủ nè ama công hết ta ngủ vô con dạ uống rồi là công cái xương sống luôn ngủ công cái xương sống được quá sức mạnh phải thừa đậu không để khui cho mõm giọng muốn luôn ơi má mà qua điện nó 2 giờ sớm từ giờ không qua là không nó là cái gì mà một chậm đây vậy trời tôi điện nó trước luôn đó nãy nãy mày bởi vì mày thua người ta rồi tôi với anh sư cụ đấy luôn chứ đâu phân lon rồi đó nay đúng cụ nè ba lon rồi người ta phân cụ hết thôi cái này bỏ riêng đi về tính tới hai đầu lon là cái này bỏ riêng đi cái đó sao đâu hết lon rồi lát nữa mình chế điều đó thì uống mình uống chung tao lon thứ không thứ hai nè nè bỏ riêng để mình bỏ mình cũng phải uống à cuối rồi mình ở trên nè uống bia rượu ngọt lắm phải là dù em phải anh anh em cũng hoài mà đi có tình bột này má này ngon này phải anh ngon chung bạn để phải hết hết trà thì chịu ngộ nữa phải anh thôi chung bạn hoài rồi chung bạn ngủ á ừ, miền tây mình cũng mượn đá đồ đá với anh đá với anh ừ. Đá mà đá dễ chết nha chết mười mình một gà đá chết mười gà cho người ta nổi đi qua ý là một giờ một người chết đi nó mai lẻ mà mấy mũi bự á nhưng mà mấy cậu nhỏ nó cắn trời thầy luôn á con là không có chấp nhận đâu con nói đúng như này duyên nợ không dạ. Cao nó rồi mày nó đeo bọc lắm này rồi đó nè ông vợ đi coi trứng đột tiên dạ. Mà nhiều thằng bạn cũng ngoài đến xem vợ hổm dạ. Mà nó nhỏ không có chồng không dạ. Mấy mày không mà để gì tới tao coi chơi kéo nguyên làm cái đòn lại chơi chân gian rồi nè cười nổi tới vợ dì tám này nè là xưa là đáng lý là nếu mà
ừ cái chổng á là chưa chắc được là có Út Hành nữa. Đúng không? Bữa đầu nói chuyện với tao, tao đã đón cái hồi cái gì đó. Ui, anh không phải vậy đâu, đúng đúng anh đó. Mày quá trời quân chửi hoài cũng vừa tội mình. Vô đi ba. Mày á. Dạ. Mày nói bị quân chửi mày hoài. Rồi vô đi anh, vô đi anh chơi. Anh đã là quân chửi anh rồi là mình nói xuống cái xong mình nói cho mình biết sao mình nói. Đúng rồi, mày ở trong hết. Đúng ra mình chơi. Ai cũng rẻ. Đây cái người bỏ đây. Cả rẻ. Cơm được mà. Anh đâu có được. Dạ. Không phải gì anh. Không phải gì anh. Dạ con tên Giang không? Giang hả? Là nó chỉ dạ. Với ngoại, dạ. Cho Phương Chí. Rồi nhớ dạ. Ngoài Giang nó uống dữ lắm ngoài. Rồi ở đây, đây mà đây làm cho dạ, ở, ở quê con mà uống dữ lắm. Con về con biết rồi. Hồi mới luôn cả nhà ơi. Canh chua. Trời ơi, tuyệt vời. Hút miếng cho nó tỉnh nè. Gấp cái trứng ở trong rồi. Phải để nguội mới hút được. Không à. Mấy không biết dạ. Thôi từ đây sau rồi mình đừng cho ông ngoại thôi, chứ bằng chú còn thôi ông ngoại là ông ngoại à, cậu thay đổi được, cậu cũng được chứ thôi không được rồi, lâu lâu cho anh không có thay đổi, không thay đổi cái này à, à, kêu ông ngoại là con muốn con trẻ đó, hiểu không? Ông ngoại cứ nhận con là đâu có cho ngoại gì bự dữ gì nữa, cỡ nhớ cho lại không à? Thì lâu lâu phải có cháu ngoại bự vậy chứ không? Thì hồi đó giờ có cháu ngoại nhỏ không, bây giờ có cháu ngoại bự. À anh xui anh đợi anh nhìn tôi anh xui thằng này mới nhìn nè anh Giang ơi qua vậy thằng này mới nhìn nè dần lên hộp đi vô đi em hết chưa hả ủ sao còn luôn bây giờ không biết à, có em hai đâu nè bỏ ra ngoài nè vô nữa Giang ơi vậy nha ở đây ra kìa vô bên đây rồi nước rồi đó vô hết rồi ở đây kêu bên đây mà thôi mày cũng quen rồi cũng ba ông mày gió không biết rồi đây ơi quái rồi nó lọ lo rồi đấy lo mà ông nội dạy đây gánh đi ủa làm sao vậy anh Giang ơi còn lắm nhắc nè rồi thứ ơi cái này em hơi bị gối đảo nha sao ờ Phan xin phép nghe nha rồi Nguyễn kêu bằng ba rồi kêu bằng anh rồi anh kêu bằng anh xui à bây giờ không biết kêu sao sao ba khỏi lộn lưng rồi thoải mái thoải mái thoải mái lộn lên không phải lộn lưng nữa là bảy nó gối rồi mày mày coi dê bê nhiều lắm á nha mày bảy nha không coi nha ít là ít ít mày không tao có coi cái đó mày không coi đó sao mày lộn lưng anh tại gần nghe tao nói tù lao dài nó gánh dài gánh đi là sao trời trời ơi sao mấy giờ sao đúng rồi coi coi sáng giờ để mua cứ lo cái chuyện luôn còn mấy có người ăn mấy giờ lâu rồi Giang uống rồi à, uống rồi dạ rồi 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 bây giờ này lại xui chút xíu đi này kêu ba này kêu bên đây kêu bên này anh xui anh xui bên đây kêu bằng ba bằng ba bên đây kêu anh em anh phức tạp quá quán não vậy luôn bị gì nhớ biết không biết không có vậy à, ông ngoại ơi ông ngoại ông ngoại cái đó không có câu chuyện dạ mà ông ngoại có thuốc nhức đầu không Panadol là mà là giống như câu gì ta nói không kỳ đà là bà cá ké cá à không nội kỳ nhông gì đúng lắm á kỳ nhông ông kỳ đà ông kỳ đà kỳ đà bà kỳ nhông rồi nói chuyện đồng vòng ngoài ai cũng như nhau vậy rồi sức mạnh phi thường đi làm ơn có tiếp huy có mẫu luôn sức mạnh phi thường chăm chế em đi rồi 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 cho con cá Nguyễn cảm ơn cái đó sức mạnh phi thường vô sức mạnh phi thường đấy à anh rót về bò đó có bị trình mới trời mới biết con rót nữa đại luôn đó mới biết đại luôn đó phi thường bữa nay cũng sụi á thường thử đi giờ bữa nay ngoài đường là tao thiếu dữ bữa nay ngoài đường như ngoài là tao thiếu dữ ra đường mà đúng nghe lại bao nhiêu phải uống hết cái này nó thốn cái này đúng bao nhiêu uống hết bao nhiêu hết bao nhiêu tao đâu mới cái uống là đúng làm như bị bệnh cái tao uống nó cũ rồi nó cũ rồi vẫn còn cái gà mà nó cũ rồi nó cũ rồi vô hông rồi nãy cho nó cũ rồi đó nó không ấy nó chơi cũ rồi gà giỏi thì nó cũ rồi đúng rồi lưng lưng không à nhớ nhớ đưa điều hả nhớ ơi dạ 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 à, không ta kêu quân pháp bất gì quân pháp, gà nó chơi lâu quân pháp bất gì thân à ai
còn khui nữa, còn mấy năng cũ là vậy là đâu giữ hoài đó. Dạ dạ. Tao giữ hoài sao? Không có. Mày béo. Ai không có da nhiều như này nữa. Mấy cái lon không có đầy không mà. Tú lon đầy không nè. Nhưng mày là nhiều lon. Có mấy lon nó nhiều. Nhiều lon còn mày lên đều quá nữa. Người ta phải cùng lên lon nãy giờ có lên đâu. Cũ này nữa nè. Nãy giờ có lên mày coi mày nói đâu mày. Lại không lên. Đi cuộc đời coi. Nãy có lên. Ngày bây giờ nha. Rồi về lên đó. Chứ chắc lên phải không? Nó mà kêu lên tao mới lên đó. Kiếm mấy mày bỏ. Cụ này nè để lại luôn. Có. Mà nó cụ vừa cụ vừa lên mà. Hồi đó vừa cụ vừa lên. Chứ nãy giờ gốc bỏ đây. Thèm. Nãy mà nó vừa cụ vừa lên thì vừa cụ bị lên luôn đó. Nó vừa cụ vừa lên. Bây giờ vừa cụ vừa lên nha. Tao đã không có lên cho mày rồi. Không lên tao thì lên chỗ này qua chỗ khác. Muốn lên lên á. Ngoài cũng đâu luôn. Chỗ khác. Đừng có vừa cụ vừa lên nha. Không có ý cái đó à. Hồi nãy ta còn lên cùng mà mày vẫn lên. Có lên đâu, lấy có lên mà cái lông nào đâu. Luôn làm gì không? Có lên lông nào đâu. Không có lông một. Hai lông trong kia hết trơn. Lên cơm luôn tài xế ơi. Nãy đây là ba lông. Xế quán kinh chua nè. Hai lông à. Hai lông à. Hai lông à. Mày gọi cơm xuống. Từ đầu là ba lông. Lấy dài lông à. Lấy dài cái chén luôn nha. Nhớ rồi. Chén rồi. Cái này. Anh tài xế ăn cơm luôn. Anh lên trên đi xuống. Cái gì? Một máy rồi. Đi đâu mày? Ông ngoại vô trước đi. Ông ngoại đó. Đây con. Mới uống bồ ngang qua. Anh xui có hai thằng đừng để cho xỉn chị xui la ông sùng á. Để gì? Chị xui la anh xui thì la tôi luôn á. Dễ hiểu không? Chị xui la anh công mắc cười lắm. Nhớ không? Hổm nghe điện thoại. Nghe nói gì? Của cái thằng không giấu ra, không giấu lộn lại. Cái câu điện thoại thiệt quá. Cái câu bả câu điện thoại luôn trời. Ai cũng biết vậy trời. Bạn đâu rồi bài bạn đâu con trả con. Cái gì? Con có trả bài đâu không? Bài đâu mà trả. Cái câu của anh Mười là câu điện thoại thiệt trời. Mà hỏi anh Quý về, anh Quý về cũng nhắc câu đó, anh Đức thì cũng nhắc câu đó nữa. Chó mày đây đâu rồi? Không. Cái đó là anh xui dắt tôi, dám dắt à? Vợ tao không nói. Cự tôi á. Anh Quý về á. Còn câu nặng hơn vậy. Còn câu nặng hơn nữa. Quý về luôn. Là tại nhà ngoại luôn. Tại nhà sao luôn. Tại ở ngoại luôn là. Tại nhà sao luôn. Giúp nhẹ chứ. Tại nhà sao luôn. Nhẹ là anh vừa nói gọi nặng nữa. Nặng là câu kia. Nhẹ chứ. Mới hôm qua. Tại nhà ngoại. Bởi vì hôm qua nghe điện thoại đó. Có máy quay nè. Thôi tao đi ra ngoài tao nghe mới được. Trời ơi. Lẽ cái câu nặng hơn câu kia nữa là dữ lắm mà nghe. Thì bữa nào nhắc chở chị Xu mới được. Chị Xu ơi, mà nó tốt lắm mà tôi biết rồi, rất là tốt. Cái câu đó là nếu mà nói ra cái câu bữa nhà ngoại là xúc phạm tới củ quyền thất tổ rồi đó. Tôi biết mà. Rồi cái bữa đó biết sao không? Anh Giang biết sao không? Là tay em là nó để tôi nghe cho. Không nghe đi. Để tôi nghe cho. Vừa nghe lên tại ông phá một câu lại. Bỏ quá trời. Nghĩ luôn. No bữa. Nè này chúng ơi cho có tài vô nè anh con. Để mới cho. Ảnh ăn cơm thì để ảnh cho ảnh. Rồi rồi, cơm con. Cơm. Chưa đâu, chưa đâu ngoại ơi, con dễ dàng hơn. Nè, đỡ luôn đi. Cái này dữ, chén có tài đâu. Mày đừng có, tao uống cụ ngoài, để tao uống cụ ngoài cho. Mày là lâu mới, tao uống cụ ngoài. Nhà ngoài, con ở đây nhậu hoài luôn á. Tới nghỉ luôn. À, tới nghỉ luôn. Ở đây an toàn, bảo đảm. Dạ. Ngoại bảo đảm an toàn. Cảm ơn. Nhưng mà ngoại con xin phép công an. Ăn đồ ăn thì cứ gấp. Có anh em cứ ăn tự nhiên nha, đừng có ngại gì nha. Nói chung mình cả nhà đã vừa, có gì mình anh em mình ăn cái đó. Có chén mắm đâu đó. Chén mắm ở đâu bữa? Bên đó đó. Vô bên đó đó. Dùng khu vực bên đó đó. Bây giờ không biết công an nào trên chấm mướn. Dạ thôi. Dạ dạ thôi. Anh Năm Mươi lại coi sau lưng có chén mắm không? Bên trọng kìa. Đi chén mắm chén thôi cho mấy. Chén mắm bên kia. Tôi em lấy chén mắm rồi. Thôi giờ. Ăn cơm ăn cơm. Cho. Rồi mời. Dạ. Nhớ. Vô. Dạ. Vô anh. Giang ơi, lên kìa, dưới ngoài kìa. Phải, phải. Dạ. Rồi. Nè, cho hai chai luôn nè, cho chai. 2, 3, vô. 4, 5, 6, vô. 7, 8, 9, vô. 100 kìa, bỏ xuống xuôi lắm à. Ê, gần cao đỏ thôi. 1, 2, 3, vô. Con uống ly bia nè, con nghỉ uống ly ngoài. Nè, hết rồi nè. Ông ngoại, uống ly bia con nghỉ á. Trời ơi. Con nghỉ uống bia, con uống rượu à. Mày có được vậy đi. À, à ngon nè. Coi coi. Sức mạnh phi thường. Cũng bị hả nội qua uống rượu đi. Sức mạnh phi thường ha. Thật sự uống rượu à. Tôi em. Dạ. Con nhắm con nói mà con coi được mà tập thể coi nghe được thì con nói. Ông ơi, tôi em nói là nó uống bia nó uống rượu. Thì uống bia uống rượu. Chuyển qua uống rượu. Nó chuyển qua uống rượu. Thì uống bia ơi. Tốt, tốt. Thì uống rượu. Uống chứ không phải là uống bia cái quá nhiều. Đó cần lo tập thể. Anh Văn. Cái này là gì anh Văn? Ai? Anh Tú em á.
sức mạnh phi thường. Vớt luôn. Gì à dữ vậy? Còn lon nữa. Bị ăn hổ. Còn lon nữa. Mới ngang mới khui. Đâu bị gì có một cái người bảo đảm ngồi chơi coi cái clip mà không biết clip ấy. Cái ông kia ông hỏi cho trời ơi sao em nhanh quá vậy. Cái thứ hai ông nó ngồi không có suy nghĩ lắm. Một hai second nói rồi. Sức mạnh phi thường mà anh. Không có gì quên. Nói thằng kêu nhớ hoài về phải gặp mới được. Cái câu đó mà anh xuống đây đó trời biết. Bây giờ em nghĩ uống bia được không? Em muốn ngủ. Em muốn gì? Em qua ngủ bữa tới luôn á. Qua ngủ bữa tới à. Em qua một ly rồi anh một chai. Vậy thôi. Được. Cái vậy? Anh chịu không nổi đâu. Chịu không nổi phải không? Không nổi đâu. Ok. Một ly chai nặng lắm. Không. Anh gồng gánh không nổi đâu anh Văn ơi. Đúng rồi, một ly một lon chắc không nổi. Em giờ chơi anh luôn ly lon, em chơi anh luôn á. Thì em đổ hết cho luôn đó. Đổ luôn phải không? Em đóng luôn. Bây giờ về nè. Bây giờ một chai ngủ đi. Uống một lon, một ly rồi uống lon cứ điều vậy đi thử coi sao. Mình dài hai tô đi. Mình nó chết à. Không có không nổi. Anh không nổi đâu, anh không nổi đâu. Không. Không nổi đâu. Ở đây là uống lon, uống ly, còn anh là anh uống lon á. No, bây giờ uống ly luôn, ly lon luôn, làm luôn. Giờ ly gì của gì bia luôn hả? Cái đó gọi là là mẹ một con á, mẹ quá. Thử hai tô vậy đi, hai vòng đi. Rồi, chạy luôn. Ly. Ăn đi. Uống một cốc lại gì? Ly rồi. Rồi uống bia. Rồi cái mình uống hết lon bia, cái mình làm một cốc nữa, cái lon bia nữa. Đúng, đúng. Ê, cái hai vô lại đây. Chơi nè. Ok. Rồi. Em chơi được, em chơi được. Chờ ngoại. Ông ngoại. Em vô. Nó, ông ngoại chơi đó. Chơi không ngoại? Chơi. Chơi đó. Hai lon bia lại chạy lại ngủ đó. Chạy đâu. Ok, rồi vậy đi. Bệnh gì cử? Một ly một lon. Bao nhiêu ngoại? Con ngoại. Con ngoại. Mẹ con. Mẹ bằng con ly bự. Dạ. Lấy nhỏ, ly rượu lấy nhỏ. Mẹ bằng con. Con lon bia ly rượu đúng không? Ừ. Lon bia ly rượu đó. Ok. Bia muốn một ly rượu. Rồi được rồi. Đó được, qua đó. Cái đó là chung rồi. Được được anh chủ đề. Ai có uống bia chưa á? Ừ. Ai có hết. Vàng. Dạ nè. Con sao uống nổi mà. Dạ dạ người sao là muốn chạy bia đâu qua rượu. Thầy em không. Con mình vô. Dạ. Uống sao kìa, hỏi uống sao đó. Cháu mình vô. Nó nói vậy. Uống cụ đế. Dạ. Bây giờ là con chơi cụ đế, con dạy sự ở trong ăn trước đi. Con xin phép nha, xin phép bà ngoại với anh ở đây lớn. Với ông anh đây. Tôi Giang thôi. Với bá Tài được ha. Bá Tài muốn thì mình gác bên đây dạy cho bá Tài ăn cơm đây. Không được. Rồi giờ là giờ con xin phép con uống ly rượu trước. Xin phép bà ngoại nha. Chứ không phải con ăn cơm hớt đâu ngoại ơi. Mình cho phép để con dạng sự khởi đầu nan. Rồi từ từ gian nan rồi con sẽ trốn. Bắt đầu gian nan bắt đầu nản. Gian nan bắt đầu trốn đi ngủ. Chứ đâu có nản đâu. Bây giờ ngủ ăn ly rượu, cốc rượu đi rồi bắt đầu mình uống bia hết lon bia cái một cốc rượu, lon bia nữa. Rồi hai vòng rồi tính sao? Xin phép bây giờ mình rót cái vòng hết. Anh xui á, được không anh xui? Đó mà nhanh nhanh. Chơi luôn á. Bây giờ trời ơi tại chỗ chơi nó hửng rồi. Hửng nghe. Hửng nghe. Anh không uống chị xui. Hửng nghe. Đừng có em anh tập thời điểm. Ai đưa về. Nếu mà nếu mà thổi thì giọng tao đi xe lớn mà. Chăm thủ sẵn. Cho hửng rồi về luôn nha. Bây giờ hửng rồi đó. Hửng rồi đó. Hửng rồi đó. Hửng rồi đó. Ồ, gọi cái ly gì cái ly. Dạ, chơi luôn nhá. Chơi luôn. Khô máu luôn. Mẹ hứng chưa? Gặp thì cứ chơi tới thôi. Không hứng mà chơi được. Rồi cái ly đầu tiên em cho phép. Đậu chưa? Rồi, đậu chưa? Cúng là tôi cúng hoài em rồi. Cúng rồi rồi. Cúng rồi. Cúng rồi rồi. Muốn cúng rồi có cơm miếng nữa cúng. Nè, cầm cái chai cúng đi, đừng cầm cái ly nữa. Nó được, được, nó. Có vậy là em cúng hoài. Em cúng cái vẹt lại. Cúng ai, cúng ai. Trộn cúng đi. Trời, trộn cúng đi. Ủng hộ mà cho con. Rồi xác nhận rồi ok. Rồi vậy được rồi đó. Giờ nghỉ đi đâu nha. Tối đầu. Thần thánh chấp nhận rồi. Ông bà đợi tao mà. Đi kêu ông nội tao ủng hộ cho tao. Vậy được rồi. Nói nè Nhân. Dạ. Nói có lòng phận chứng dân ăn trước cúng xong mới sẽ tăng hầu tàn. Cậu ngồi nha. Đưa tao. Tao hứng rồi nè. Hứng rồi đó. Tao hứng rồi đó. Chơi đó. Bây giờ trong cuộc nhậu này ai mà đi vắng đoạn thời gian 20-15 phút người đó thôi. Lỡ người ta đi làm nhiệm vụ đâu. Phạt một ly. Ở đây không nhiệm vụ. Phạt một ly. Chạy đâu? Nói vậy đi. Chạy đâu? Nó hứng luôn chứ. Điều hết rồi, xây dòng nha. Không. Chơi là phải chơi đến vậy. Rồi em góp đi, sức mạnh phi thường. Đừng bao giờ quên. Em góp là bao giờ quên sức mạnh. Đầu em góp rượu là đúng. Đúng chuẩn lắm rồi. Tỉnh bơ trả lời ta câu. Anh à, sức mạnh phi thường. Mà câu đó nó mang suốt đời luôn. Không lấy người ta về à. Riêng cả cộng đồng mạng người ta cũng rất là thích câu đó của em. Anh tin tưởng. Rượu này thơm hết á. Trời ơi chị. Hennessy. Nhắm cả được. Vậy làm thêm ly nữa. Thêm một ly nữa được á. Thêm một ly nữa rồi có thêm ly nữa.
Thôi đi nó nặng mặn lắm. Tao là trong tài nè, tao phải chơi. Em không uống, em uống rượu không? Không, không uống rượu gì. Phải điều cái, không điều. Thôi mà. Thôi đi, con ly đi. Ly gì để làm được đi chứ. Nếu mà không uống rượu nào, hai tay lên đầu hàng. Gì khả nể, giờ đúng đi. Hai tay đầu hàng. Anh Văn cái rượu đi. Bây giờ em uống chút còn nhiêu anh cũng được đó. Thôi, không cho rước, không ai rước anh. Không cho rước hả? Không cho rước anh. Ủa, trời ơi, anh. Dạ, dạ. Chân nào mệt vô hai tay đầu hàng này. Em hết nổi, tôi hết nổi. Đừng rồi, đừng rồi nha. Mệt quá. Dạ. Con cho nửa ít rượu, ông ngoại con về. Đi thôi. Thôi, đó, cái đó là mình nói đâu rồi. Sao hết. Rồi em uống miếng nước đi. Nước kìa, nước kìa. Uống bia à? Điều kia như đây. Ờ, không có. Rồi. Bây giờ khác, uống bia, mày uống bia. Được không? Ừ. Ai mà giá khác bằng cái đó. Cái gì đâu mà. Còn nhiều ra nè. Còn 2 ngày. Còn chút nè. Thôi rồi, con. Quá là thô môi luôn. Tôi gọi ngay thấy không? Em cây tán là anh dứt hết rồi. Anh hứa rồi mà. Cho dặn căng người ta. Đã hứa rồi. Đưa anh Đại đưa cái chén mình. Dạ đưa anh. Căng về nó cũng rồi đó. Anh ăn cho nó luôn đi. Dạ nó rồi. Cái mà nhán đi hợp mà ghé đâu mà ăn nữa. Anh em. Ăn cho nó luôn. Dạ đưa anh. Ăn nó đi. Nó đưa ai? Chưa hết đây, còn chút nữa, còn chút nữa, còn chút nữa. Chuối tao làm quá, cái này chắc đâu. Đúc đúc luôn. Nó chạy luôn á. Chạy xui rồi anh mà không uống điều giống như như tôi thì nó tự bỏ trốn ra luôn. 10 lon rồi. Chạy hết 10 lon. Xui vàng xinh nha. Giống hai cha con quá. Dạ chưa. Cái da năm non xào quá. Có chút xíu. Vui không? Thấy vui không? Mình nó chơi đi. Mình nó chơi cái tao đâu có vui. Nhiều quá. Lỡ tao mặc cho con lợn đi. Tao mặc cái con lợn tao ngồi gần mày cái tao nó người ta nhìn vô tao nói tao mày giống như cha con người tao. Rớt à. Rớt à. Anh xui rớt à. Không. Không. Nói gì à? Không 10. Nó nói anh xui. Rồi. Dữ ba. Đúng rồi đó. Anh xui dữ vậy anh xui. Không ngỏ ớt luôn. Không ngỏ ớt luôn phải không? Ừ. Hết luôn đó. Cân yên bằng vô. Cái chuyện này bởi vì nói xuống đây không là lạ hơn mọi người là chỗ đó đó. Là cái vui mà cái mà vui mà nó vui lạ. Bây giờ đảo lộn tùm lum ra. Đây là anh xui nè. Đứa em nè. Rồi đây là con này cha gì. Ờ, cái đó phải à. Cái đó là không có gọi được cái xác định là kêu bằng giá bạn như thế nào luôn. Nó kêu mày dai nó gánh đi. Ờ, không. Vậy đi. Mẹ, bây giờ mà anh có thuốc. Dai nó gánh đi. Biết sao đâu, không chừng nữa mày làm ghế làm thiệt là sao? Sao mà em rót tới ai rồi cũng phát nghe thân nha. Còn nó ở ngoài. Ờ rồi. Thằng ghế gì, thằng ghế gì? Ghế bắt gãi. Mà tên gà chữ chữ quýnh vô vô cho giọt mất dạy là ai mất dạy là vợ em tự điện nó chút mày giọt gặp anh tám là tết đó rồi mấy con người đó mấy con người đâu nó chờ đâu nó chờ tao mới 12 giờ trưa tao điện rồi tao lấy ơi bữa nay sinh nhật nhi rồi qua chơi không lẽ giờ rồi mày đang ở đâu đâu đang ở đâu bây giờ quýnh nó bùm bùm thôi mày đừng có về nhà quá trời qua luôn chạy qua chạy qua luôn cho mày không đang chở bãi mà có cái trời đúng rồi lại lên nhận nước rồi lại mình đang chở mẹ đi chơi ngoài bỏ ghe đi chơi kêu mày thì sao kêu ở đâu đi chiều về chào nhà tao luôn phải chở mẹ về nhà xong rồi làm chuyện nhà chào mày ok đi được chào mày ok chạy một phút tới Ninh Quế gọi không ai bắt máy cho quay đầu xe lại quay lúc đó làm con chuyện rồi lấy biết mẹ ai biết đã là tao khi nào nó dốc mày không mời không dạ có khi nào nó giống không? Thầy đó, rồi. Thầy có đâu? Đi qua Phước Long rồi, điện ra đủ nhậu hả? Trời, con phải buồn gầu. Dạ, đúng rồi. Đâu có Long ơi. Phải vui phải sống rồi. Vui đến nương. Khỏi đâu. Buồn gầu, tao lo mày. Bộ. Dạ. Mình nghỉ cùng đường gì đó. Người ta kè bóc rồi, mày đưa có thuốc. Dễ đi, dễ đi, cũng tốt. Dễ gì không? Cũng tốt. Dễ gì? Vui sống vui. Cậy cậy đi. Cậy đi, tốt. Mày đưa thuốc cho tao hút điếu ơi. Không, rồi. Được rồi, nó. Đưa tao hút điếu. Cũng tốt. Được rồi, đưa tao. Nè, không đặt tiết kiệm tiền để nó cưới vợ đâu mày. Ừ, cái này. Tiết kiệm cũng có vậy thôi. Không, hai giờ hút hết hết đó. Không, đi vào tại nó không không. Dài hơi rồi bắt rồi. Rồi xin lại. Mày tao nhậu hút thuốc đi. Mày hỏi nhậu có hút thuốc rồi mày nói gì? Nói chuyện miệng rồi. Xem coi sao. Giang Giang. Quên nữa người Giang. Nè. Thôi tao điều tra mày rồi. Xin tá Nguyễn rồi. Vô con vô. Thôi cái này cũng người này quên cái bậy lắm. Vô con đi đi. Đúng rồi, đúng rồi. Tí nào. Hết này cái mình lên. Ơi. Dạ ổng là đã bỏ. Cái đó là trước ba nữa ba ơi. Anh đang có lái rồi Nguyễn. Không hỏi má đi. Nói gì mà con nhỏ gái gì đó. Mày đâu có bắt con đại năm năm nữa sao con chịu nổi. Như ba nè, ý dụ như là má kêu
một năm sau cái rồi đây ba nhắm đi không có tế vấn với ngoại tế vấn với ngoại rồi thử phong trào rồi em được tha lưỡng chung bia mà anh này nói thôi uống vậy thì anh tha anh này nói tha em dạng không bia chuyển cái này có đồng sự chuyển nó gõ gạt cái vậy nó tha nó đá bóng em nói là đá bóng nó bỏ vòng tới bên đấy bóng không đá bóng trên trời cho bay lên trên cánh trong rồi mà bóng gớt xuống thế nào cũng gớt xuống chứ mẹ bay trên trời luôn bay luôn à bay đi dễ à bay đi rồi là hết chứ không phải sức mạnh bay đường mà sức mạnh lên giường nhậu hơi là lên giường ngủ luôn rồi em đã từng tuyên bố rồi mà sức mạnh chú năm mà chú thế hồn tới bên này nè tới mày này ơi ngồi vô rồi hả ngồi vô không nhớ luôn ngồi vô ngồi vô rồi xin phép sửa lại lên giường đây không uống xong rồi xỉn lên giường ngủ luôn hả chứ vậy là em muốn với anh phải phán câu ghê đó em không nhớ là nào nữa ta ông xây dòng đó xây dòng với anh Văn em tới rồi chơi với ai vậy bộ hỏi sáu cấy rồi nó chơi rồi á giống như cái đợt ông Quý Hành Đức đồ đó nghe đặt lên Cần Thơ mình chơi không anh Vinh nhớ không anh Vinh anh Vinh Cần Thơ nhớ không em mà ai nhậu mạnh là em thích đó tất cả là nhậu nhậu anh nhậu gì được chưa ok hai ca uống lần lấy uống sẵn hết trơn rồi nhưng mà lại nhớ xịn nhất 7 giờ tới ngủ rồi hết ngủ vô toilet luôn ngủ vô toilet luôn ngủ vô toilet luôn hết đạn rồi thôi uống rồi ngồi ghế vậy nè đi em thấy lâu quá rồi sao không thấy đi toilet mình không ra các em dòm kìa nâng ly nha trời nhớ đây là cái quận cuối à nhớ là cuối cùng bây giờ bây giờ mình săn bia rồi bắt đầu mình uống bia mình chuyển sang bia đó nó là cái dạ đúng rồi đó cuối cùng đó là không nhưng mà mình phải như vậy không có lực mình đã bằng vậy mình đã phán ra rồi nè mình chơi giờ cho bia nè em xin phép em uống rượu được không ta uống rượu không? Ừ, uống bia luôn luôn. Bây giờ em muốn ngủ với ông ngoại. Mình lấy chai này bỏ ba anh anh Giang với ông ngoại. Quên lên. Vô đây, vô đây, vô đây. Tìm ai cũng phải đôi thay. Vô đây, vô đây, vô đây, vô đây. Chấm nè. Dạ, vô nè. Đúng rồi. Ăn đi vô vô. Đúng rồi. Mình để cái này mới đây à. Cái này nâu mới đó. Còn mời hướng vậy. Cho cục đá. Chào quán. Xin lỗi, xin lỗi. Đây em bỏ cho. Ủa lỡ tay cái thằng thằng cậu ngoại ông ngoại em uống bia nữa lâu có gì lâu không đâu rồi lấy thằng giấy đó lâu không cái lời mình đã bằng giấy rồi bây giờ uống hết đi đưa này rồi bắt đầu mình uống lại đi dùng cậu ngoại đi bên đây nè mình chơi như vậy mà đã bằng giấy rồi anh này mở đây giấy này sao nó gã rồi đó sức mạnh phi thường ông ngoại uống bia mà ông ngoại cũng chẳng uống bia với lá hung lũi á phải lá không lũi à thơm mùi đá lắm lũi này không có ủa ta tính là mày phải lá trà bồn chứ đúng cái lá đó bây giờ không còn máy nữa rồi kiểu như nó nghe mất dạy được không lạ nó quên lãng hả dạ. Nó bình thường rồi lạ nó quên lãng hả lá này nói gì không ngoại lá bầu trâm anh bầu trâm anh bầu công anh bầu công anh ở miền trung thân nhất ra khỏi mấy cái lạ đó bây giờ còn hai chậu nắng này đi rồi bé thấy nè ô trồng chậu cái lóc nước này cũng bà. Đây ông mà có chồng nào mà cây nào mà uống ăn uống mà nó hạ huyết áp không? Ừ. Có. Có luôn. Có luôn vậy có không? Trên trứng gò. Có không? Có. Con xin lái con ăn đó. Hả? Thì huyết áp con gì nó không có được chuẩn. Ông cây trứng gò thế này đi. Mình nấu nước uống thôi nó hạ huyết áp liền. Phải đâm sống uống nó cũng hại tức khắc. Tụi vậy cái đó cũng phải như phải nhất đó. Ừ, nếu con muốn trồng á, về tao cho giống rồi đem về trồng. Dạ được, lát tụi cho con rồi. À rồi, con muốn cho một cho bây giờ. Con tướng, tại vì cái áp của con không có đều. À rồi. Bị nếu mà khi tăng quá áp em đâm sống thôi. Mình dạ. Chế nước sống mình uống. Hấp chút nước rồi trời. Dạ. Quên hết. Muốn hết cái chân rồi. Vậy tao nói kể nè nè. Trước đây đó. Có mấy cái chân này lụm mấy chân rồi trời. Ngoài tăng quá áp là quá cao. Dạ. Đi đâu nó ói, gầm đầu nó ói liền gì đó. Mà nó có gì đâu. Mình được nhiều gian cái mình sắt mình phơi khô ta dặn sao thủy thổ nhưng mà đâu có đâu sao dần dần thôi rồi để đó trong cái bọc nè treo vách mỗi ngày mình nấu một bình mình uống nó hết tới bây giờ luôn thôi còn lát con mày còn khoai đó nhất nó chỉ căng luôn đó dạ còn khoai nó cái chua ngon trời con đi đến không có đem thuốc ăn rồi không còn chất nữa chứ hả không lát rồi bứng rồi rồi bứng sẵn cho để hồi nó quên dạ ừ cho đi bứng không bứng sẵn cho nó để ngồi ủa giấy đọc đi chạy hả
Dạ, cái này đâu vậy ta? Dưỡng nó quên rồi sao? Dạ đúng rồi. Hả? Làm sẵn đó là tuổi nè. Dân à, ta đâu cảnh giác trước đi. Dạ. Tôi cũng bốc lá hả? Còn phải gì đó thiệt. Để đi dân, giấy chất lên nha. Dạ. Tao lấy cái bọc tôi vô cho mày. Dạ. Rồi. Con quất ông ngoại ly rượu đế nữa coi. Rồi chơi rồi. Rồi bỏ cho ông ngoại rồi. Dạ. Trời ơi, ly bia thôi mà để ông ngoại đừng có chạy. Vô anh Dân ơi. Dạ. Vô. Không tự lập đó. Dạ. Con ngày con bước vô thấy ông mày thờ hình bác Hồ là con rồi. Khi mà bạn đã nói thương á là người ta đã có người khác rồi. Bây giờ nè, bây giờ phỏng vấn Nguyễn đi. Nguyễn có thương con gái 10 lầy không? Có để ý thôi chứ. Nó phải là bệnh gì đó. Có để ý là sao? Vô thực tế đi. Hãy cặp mắt nhờ họ hình viên đạn của anh 10 không? Nếu cô ta chịu lấy chồng thì tôi sẽ không cưới cô đó. Ghê trời. Nhưng mà bây giờ nó vô hỏi thì má mới nói là trời còn đi học chưa gả đâu. Vậy. Má dùng bài đẩy nha. Con tao ra trường tao mới gả. Con hết chưa đó. Có bây giờ con này nó năm nữa. Này nó hối là dữ lắm nè, chưa hết rồi. 5 năm rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Vậy là anh này không có giỡn nữa mới cô á. Tăng cổ của chợ mới ra là hết trơn nè. Tao bóc bia nè. Tao không bóc sai đâu. Không bóc dư cho thằng nào đâu. Tao bóc bia nè, nó còn nè. Thương là anh đợi giúp đợi coi nè. Còn nè. Em không có nói. Bây giờ người ta đang đi học lên rồi. Đó. Anh yêu em. Nhào không tắt đầu ngay nghĩ nó không dùng hơn ngay. Không. Ngủ rồi một tăng rồi mới ra đây nhảy. Ý anh Mười kêu ông Nguyễn chấp cái ngủ á là chắc anh Mười ngủ một cái này. Không, ở đây tôi chấp. Ba tôi cái ngủ. Hắn chấp tao cái ngủ. Ừ. Bữa nào còn chấp thì nãy chấp bạn. Rồi, nãy ba vô chẳng mà ngủ rồi đúng không? Thầu lao, tao ngủ chứ kia. Tao ngủ trên kia gì chấp. Cái gì? Đúng không dám? Nãy có gì chấp không? Có ngủ không? Gì chấp cái giải lao. Hết thì một nghĩ vậy là ơi mày chấm cái ngủ chơi mày đó. Thằng Tú là dễ thương nhất. là cái gì anh Dân? Sức mạnh phi thường. Hay kìa. Sức mạnh phi thường. Anh Giang kìa. Để ngoài đó Giang. Để lúc Giang để ông chỉ cái thao tác. Con sức mạnh gì? Giang. Dạ con thì bình thường. Con không dám nói rồi đó. Con không dám tiền bố. Con mấy mà ghê đó em. Có liều vậy? Ai uống tới đâu uống tới đó. Không ai sai con đi ngủ. Mày còn quay phim rồi. Sao? Tao nhớ là mỗi lần nó băng bom mà tao khi nào là tao đưa lên ống kính đâu mà sao bữa đó mày chơi đâu vậy? Chơi vậy. Clip không có sao nhớ câu đó. Chơi đâu cái gì á mà tính nhớ người ta còn không nhớ câu đó là kìa nhớ nó không biết mà bà nãy giờ anh Văn nói biết á anh phi thường em xin sửa lại anh không cho rồi dễ gì nhớ. Đã nằm trong đó đã trước khi mình nói ra rồi mình không được sửa lại cũng sửa lại được đi vô nhà lắm nè cái đầu mình công khai luôn rồi giờ thấy nó màu mệt chân thử nhiều khi Tú phải Tú em phải chấp nhận cái đó lời mình ra là không có rút lại. Sao con lóc con ngồi gần con mà con lóc còn nguyên vậy? Con ăn ít lắm ngoại ơi. Tại tôi gấp ăn quá không vô ăn luôn ngoại. Ăn quá ít màu quá uống không à? Uống không à? Không có anh đang nói vui là quan trọng vô mà ăn ít uống nhiều giống như uống nhiều mà ăn ít. Bây giờ anh Văn lại gì phải không? Bọc cô còn bãi không biết đâu đó. Anh Văn ơi, anh Thanh nó điện lại hỏi cái vụ mà nhà đất gì. Mày về đây không biết gốc đâu chứ về đây không trong về đây không biết đâu ngoài có ai giới thiệu con một cô rất là dễ thương này. Đường có nhỏ quá đường lớn quá vừa vừa không anh con nhớ con này ngoài nói nè dạ là con biết ông biết hai thôn không không nó nói, nói là giờ 20 nhỏ này 29 tuổi. 9 tuổi mà con nói là nó ở vậy tới giờ nó chưa có chồng không? Như lỡ thời. Con có hai thôn á. Hai thôn là em vợ của anh vợ của người phụ á. Nhưng khi ổng đi nên gặp đó. Nó cũng đúng đầu thì con đài. Ta nói con nói thương nhớ. Nó đẹp gái trắng trẻo được xíu gì mà sao nó ở vậy? Sao là mai cho con đi là mai cho anh nha. Con trẻ nhẹo. Người ta ba thứ người ta. Người sao tiền gửi người 30 đồng không? Dạ. Phải không? Dạ. Đó, một tiền gửi thì thiếu gì mà người 30 đồng mà khó mà kiếm, khó tiền. Dạ. Đây nè. Ai cũng muốn tìm người 30 đồng chứ mình muốn. Wow. Người con trọng trọng trốn hả ta? Dạ đúng. Đó. Chốn mày đó. Mày vô với nó cái đi. Mày tao lại bộ nữa. Thấy mười lầy chứ tao em chốn mày đó. Mà muốn thương người nào hay thương người nào. Tao không có chốn. Là cũng là trái tim. Mày còn ở đây nhưng mà tao không dám hai bước không coi. Tao không dám. Không, mày không nói nhưng mà mày chứng minh gặp được. Mày chứng minh. Mày nhận xét mày chứng minh tao ý tao nói là như vậy. Rõ ràng không?
chứ mà tụi em nó bệnh mới nào mà nói là tôi ai bệnh tao mua thuốc mà tao không uống nãy tao hôi hoài này phải không tao nói nãy á tao uống đó mày biết rồi hay mình nợ tao nhiều rồi mình sẽ gặp sân rồi mình lại mình lại tao tao hỏi đó đó là duyên nợ duyên cơ mà gặp nhau rồi thành duyên nợ rồi sống tới giờ luôn. Mà Phương thấy tụi em quá là đúng. Đúng. Ta là thấy mày tốn thuốc tôi thèm bỏ tiền rồi. Phải không? Phải không? Phải không? Nín nè anh em mình đã. Xem nói đi. À. Sao rồi quá mệt. Ngoài. Ta tắt máy đi nhá. Hello chào anh Vũ chị Trinh. Thì đúng ra thì chào Vũ với Trinh được rồi. Với anh Mỹ nữa. Ok, bữa nay thì có dịp về với gia đình của Nhớ nè, trong cái clip của A Tăng á. Thấy bao nhiêu lần rồi, nhưng mà chưa bao giờ gặp nhau, thì tương lai anh em mình sẽ gặp. Nhưng mà gửi lời thăm anh Vũ với Trinh, ok, rồi anh Mỹ nữa. Tương lai sẽ gặp, nhưng mà đúng ra tôi nhìn thấy á, Vũ với Trinh quá đẹp. Quá hay, quá dễ thương. Anh đã giúp và biết bao nhiêu người trong cái vùng của xã hội đó, của cái khu của Nhớ đó. Thì mình không biết khu nào, nhưng mà đại khái vậy đi ha, gửi lời thăm. Rồi tương lai anh em mình gặp nhau nha. Cái tôi thì ở Cali. Rồi có gì mình liên lạc sau điện thoại. Rồi anh Mỹ cũng vậy ha, anh Mỹ với chồng, hai vợ chồng Mỹ. Ok ha, nhưng mà hứa sẽ gặp nhau, không ở đây thì ở bên Mỹ cũng được. Thứ tư tôi sẽ về bên đó rồi. Ok ha, xin chào, bye bye. Giơ tay đây. Quá hay, nói quá rồi. Ngã thì hôm nay thì tụi em cũng có giao lưu với là lại anh Văn ở bên Mỹ mới về. Anh Vinh Long, quê gốc Vinh Long. Là Long Hồ, huyện Hồ của Vinh Long. Mà nhậu thì thách đấu với em ở đây á là 10 lần, còn kia là cái gì quên rồi. Sức mạnh phi thường, sức mạnh phi thường mà hai người đều một kẻ nằm giường, một người lên giọng, vậy là em là chiến thắng hai người này rồi ha. Cộng đồng mạng thì cũng thông cảm giùm em, thách đấu cái đi, thách đấu còn không mạng cái đi. Em thách đấu cộng đồng mạng á là hai người này đã bại tay với em. Em xin phép em hôm nay em cũng hãnh diện về con người của em. Rồi em cũng cảm ơn cộng đồng mạng. Anh Mười ơi, anh có chia sẻ gì với điều kiện của tấm lại anh Mười? Anh Mười ơi, anh Mười, anh Mười ơi, Mười, Mười, cháy nhà kìa, cháy nhà rồi. Ủa cháy nhà rồi, có gì ở dưới cháy nhà không ta? Trời đất ơi, trời, công an là bắt tôi. Mẹ, anh ơi, đi nè, về nè ông Mười ơi. Đi nè, sức mạnh phi thường ơi. Về nè, sức mạnh phi thường. Về, về. Về. Về, về, sức mạnh phi thường ơi, về. Nhớ mặt đi về. Kìa. Đêm đêm nó ngủ một thân coi cũng có gò, trời ơi nó sống không nhà, đâu xa co gò thiệt mà. Anh Mười nói chuyện với anh Mười cho mình, cho người ta biết mình còn sống đi anh Mười. Gần gần cái đây mời. Ừ cái đây mời anh Mười à. Điểm điểm trời ơi, cái nhà thấy không, cái nhà một thân coi cúc coi go, thật là buồn, buồn lắm cái nhà. Đừng nói về vấn đề giọng ơi trong cái cuộc này. Ông nên giữ. Đây anh Văn.
mãi mãi không khui ra luôn. Không khui à? Nên khui. Không khui luôn. Không khui à? Không nghĩ vậy. Không nên kỷ niệm, kỷ niệm, kỷ niệm. Vậy hả? Mãi mãi. Không khui. Cái này rõ ràng. Con thưa đâu lắm. Anh không kêu cái chú gì đó vậy. Không khui luôn. Anh vừa kêu đi. Nhưng mà ông phải kêu đó giờ không hết rồi đó. Có cái gì nó cho rồi. Dạ biết rồi, con có thấy cái đó rồi. Còn cái này là không nên xài ra xài. Dạ ông dạy không? Ông dạy tôi dạy. Kêu ba mày đầu hoàng mày. Đi về nè. Ba cái gì nữa giờ này, ba con gì nữa. Mày cũng ông cái ông tỉnh lại nè. Bây giờ về không về thì nói tao biết chứ bây giờ. Vậy. Hai thằng đi chung bây giờ. Dép đó. Thằng sủi thằng què sao? Dép đâu rồi, dép đâu. Bây giờ ba tính sao nè. Dễ. Về thì đi nè. Dễ dễ. Đi. Dép vô. Tâm đội lên đi nào. Hứng quá mà, hứng quá mà vợ này luôn á. Má rủ hai chập luôn. Má làm ăn kiểu này cũng có không được nữa đó. Sao trời mấy con ghẻ đó vậy em ơi. Làm trẻ hưởng quá đuối. Con bộ nào lấy con quẹt. Ủa nó không đâu. Tao nói ok. Anh đổi đổi. Ồ hai da con kìa. Cầm nó cái giống. Ai gửi là lấy. Ai da con kìa. Coi. Trịch tử gì à? Rồi đi tiểu quá đi, đi tiểu lẹ lên xe ăn lát nữa khỏi đi tiểu à. Không à, cho ngủ lái đi chứ, bây giờ đừng ngủ lái được à. Đi tiểu trước đi, đi tiểu trước đi lên vậy xe đi. Mà nói là dân ta đây đồng ổng rồi. Trời ơi trời, tiểu kìa. Đứng luôn chơi luôn kìa. Vậy đó. Hai hai ngồi sao nè. Ba làm con với rồi con không có được. Không rồi nãy cho em ngồi đằng trước đây, đặng em ghé mua súng hút. Em ngồi trên đường này. Anh Văn ngồi trước đi. À, anh Văn ngồi trước đã. Nhưng mà ta ngồi đằng không phải đằng cấp sau để. Được rồi. Rồi xin phép ông. Dạ. Ông ngoại ơi. Dạ. Có về luôn ngoại ơi. Dạ, xin phép bà luôn nha. Dạ. Dạ. Vậy thưa ngoại có mới lại dạ thưa ngoại có về luôn. Ờ. Dạ. Phải thưa không về được mà. Dạ, thưa ngoại có mới lại thưa ngoại về luôn. Có về lắm ngoại ơi. Okay.